Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với anh chị em về diễn biến và kịch bản thị trường trong tuần tới nó sẽ diễn biến ra sao. Liệu bao giờ cái nhịp chỉnh xuất hiện để cho những anh chị em vừa mới lỡ bị rũ ra khỏi thị trường có cơ hội tham gia lại, có cơ hội mua lại các cổ phiếu. Và trong tuần tới, nhóm cổ phiếu nào sẽ là nhóm cổ phiếu hút tiền nhất, nhóm cổ phiếu nào sẽ là nhóm cổ phiếu nó tăng mạnh nhất trong tuần tới. Thì anh chị em cùng theo dõi chi tiết video mình phân tích anh chị em nhé. Trước khi đi vào phân tích về diễn biến tình hình cũng như là các cổ phiếu trong tuần tới thì chúng ta cùng điểm qua diễn biến của thị trường trong phiên kết tuần vừa rồi. Một phiên phải gọi là rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư ra khỏi thị trường. Bản thân mình cũng bị rũ một ít, chủ yếu là từ cổ phiếu mà mình mua nó giá cao quá nên cũng bị rũ ra. Như thằng FTS là mình bị rũ ra này vì mình mua giá cao quá. Còn lại những cổ phiếu như thằng Nam Kim, như thằng VGC hay là một số cổ phiếu khác thì vẫn đang cầm rất là chắc. Có một số anh chị em mua hàng chưa về thì vẫn còn đang cầm. Nhưng mà một số anh chị em mà mua hàng về rồi, mua ở những phiên này này mà mình khuyến nghị hay là những phiên này này thì có thể sẽ bị rũ ra trong ngắn hạn và cũng đang chờ cái thời điểm để tham gia mua lại những cổ phiếu này. Vì cơ bản ở đây là giá mình mua cao quá nên nó có cái vị thế rủi ro thôi. Cho nên thực ra thị trường nó vẫn đang ở trong cái xu hướng đi lên. Nó đã phát triển thành công cái xu hướng rồi. Anh chị em mà thời gian gần đây thường xuyên theo dõi video của mình, thị trường nó vào sóng này. Hey, từ 3 tuần trước này mình đã đánh giá thị trường vào sóng tăng. Chưa có cổ phiếu thì nên ưu tiên mua gì? Thì đến thời điểm hiện tại mà anh chị em nào theo dõi cái video này chắc hẳn là đều cầm được cổ phiếu và đều có những khoản lợi nhuận đúng không? Anh chị em có thể theo dõi cái video này mình phân tích về nhóm thép này, nhóm bất động sản này, một số cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại trong phiên ngày hôm qua thôi, những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu nó bật tăng khá là mạnh. Từ những cổ phiếu như Nam Long này sau cái quá trình rũ bỏ thì nó bật tăng hai phiên liên tiếp với giá gần tăng trần ở phiên thứ sáu, phiên đóng cửa tuần. Hay như hàng Đất Xanh này sau cái quá trình nó rũ bỏ thì nó cũng hồi phục lên đến cái vùng đỉnh cũ. Hay Đích cũng vậy, rất là khỏe. Hay HDC thì có hai phiên tăng trần rất là khỏe. Hay PDR Phát Đạt này cũng vào sóng tăng này. Để anh chị em thấy được khi thị trường đã vào sóng tăng rồi phải bất chấp, phải tìm kiếm cái điểm mua làm sao. Như trong cái video này mình có chia sẻ với anh chị em, trong mấy cái video này mình chia sẻ với anh chị em là ở cái thời điểm hiện tại làm sao mua được càng gần cái nền giá càng tốt và làm sao mua cổ phiếu giá càng sale càng tốt. Anh chị em có thể theo dõi lại cái video này nhé, video 438 lượt xem này. Anh chị em sẽ thấy mình phân tích rất chi tiết là tại sao lại canh những phiên điều chỉnh để tham gia, phải mua thật mạnh ở những phiên điều chỉnh. Và trong phiên cuối tuần vừa rồi, trong phiên thứ sáu vào cái khung giờ khoảng 14 giờ 15, 14 giờ thì thị trường có những lúc nó quay về để nó test lại cái gap được mở ra ngày 13 tháng 7. Và cái lực bán ra khá là mạnh để rũ đông đảo anh chị em ra khỏi thị trường. Thì trong phiên thứ sáu vừa rồi trên mạng cũng có tuyên truyền một vài thông tin về STB liên quan đến các khoản nợ xấu cho vay hay là liên quan đến các khoản nợ của Bamboo Airways. Nhưng mà có một vài broker nhầm lẫn Bamboo Capital với Bamboo Airways, thằng BCG ấy. Có một vài đồng chí nhầm thằng BCG là Bamboo Airways, hô bán thằng BCG ra thì cũng bị gặp phốt trên diễn đàn mấy hôm vừa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề là vấn đề nhầm lẫn thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cái kết quả đầu tư của anh chị em đâu. Thì ngay sau khi rũ bỏ đông đảo anh chị em ra khỏi thị trường thì vào cái khung giờ khoảng 14 giờ 15 thì bắt đầu với lực kéo đi lên và kéo rất mạnh luôn. Trong khoảng 15 phút chỉ số VN-Index nó tăng khoảng 11 điểm. Có nghĩa là nó trải qua một cái nhịp rũ bỏ, rũ rất là rát luôn. Sorry anh chị em, nên mình đang hơi nghẹt mũi. Thì sau khi rũ bỏ anh chị em ra khỏi thị trường xong thì cái lực cầu tham gia chủ yếu là lực cầu này đến từ nhà đầu tư tổ chức, đội tạo lập. Ngay cả bản thân thằng STB nó được giao dịch với mức giá sàn. Nhưng sau khi có cái thông tin đính chính về việc Bamboo Airways có phá sản hay không, là doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường. Cái thông tin này bao giờ chúng ta phải chờ cái thông tin chính thức, lúc đó mới có cái đánh giá khách quan hơn về những cổ phiếu này hay là về thị trường. Nhưng với một phiên mà khối ngoại cũng như là dòng tiền lớn bán ra, mình đánh giá đây là một phiên dòng tiền lớn bán ra chứ không phải là một phiên cướp hàng đâu với thằng STB. Nên anh chị em chú ý nhé, mình đánh giá phiên này anh chị em nào có hàng ấy nên bán ở phiên này. Lãi hay lỗ? Lỗ thì chắc là rất ít vì chủ yếu là anh chị em mua, cùng lắm mua ở phiên này thôi, chắc là sẽ rất ít anh em mua ở những giai đoạn này vì nó rủi ro. Còn nếu như mà mua ở cái nhịp này này
thì có thể anh chị em lỗ khoảng 1-2% thôi, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả đầu tư của chúng ta. Nhưng với một phiên như thế của thằng STB, mình đánh giá đây là một phiên nên bán, một phiên bán theo kỹ thuật nhé. Đây không phải là một phiên anh chị em có thể gom và mua bắt đáy được đâu. Nhất là với một phiên giảm mạnh với thanh khoản lớn nhỉ, anh chị em cứ bán cái đó. Kể cả anh chị em là có lỡ bán giá sàn hay là bán lúc nó đang giảm 5-6% thì cũng nên bán. Không ai biết trước là cuối phiên thằng STB nó hồi phục rút chân. Bây giờ biết trước thì làm gì còn ai thua lỗ trên thị trường nữa, đúng không? Quay trở lại về câu chuyện về thị trường của chúng ta. Anh chị em có thể nhận thấy là ở phiên này, phiên ngày 14 tháng 7. Anh chị em theo dõi video gần đây của mình thì sẽ thấy mình đánh giá rất chi tiết cái này nhé, cái vấn đề này. Thứ nhất là 4 cái phiên gần đây, kể từ cái phiên ngày 11 tháng 7 cho đến ngày 12 tháng 7, 13 tháng 7 và 14 tháng 7, nó khá tương đồng so với phiên ngày 12 tháng 10 là 1, 13 tháng 10, 14 tháng 10 và 15 tháng 10 năm 2020. Phiên ngày 12 tháng 10 cũng là một phiên quay đầu đóng cửa mức điểm số gần như thấp nhất trong phiên. Sang đến phiên hôm sau, chỉ số thị trường chung của chúng ta nó hồi phục vào cuối phiên và đóng cửa gần như ở mức điểm số cao nhất trong phiên. Và bước sang phiên ngày thứ ba của cái bộ 4 cây nến này này, bộ 4 thanh ba này, nó là một phiên mở gap bật tăng rất mạnh sau đó. Vẫn sang phiên ngày 15 tháng 10 thì nó cũng tương đồng so với ngày hôm qua, ngày thứ sáu, phiên giao dịch thứ sáu của chúng ta. Cái mức điểm số đóng cửa nó không thay đổi quá nhiều so với phiên trước đó. Và bước sang khoảng 4 5 phiên sau đó thì chỉ số thị trường nó đi ngang. Ở đây này anh chị em để ý nhá, cũng có một phiên rũ bỏ và test lại cái gap này, này. Nên mình đánh giá có thể thị trường của chúng ta sang tuần, đầu tuần sẽ có cái gap tiếp tục được mở ra và kéo thị trường bật tăng rất mạnh vào phiên những phiên đầu tuần. Nếu cái điều này xảy ra thì thị trường chúng ta nó vẫn giống với cái chỉ số Nikkei 225 của Nhật thôi. Nó giống với giai đoạn này này, nó rất giống luôn. Anh chị em thời gian vừa qua theo dõi cái kênh của mình, theo dõi video của mình, anh chị em thấy không? Từ những phiên này này, thị trường chúng ta nó chỉnh nhá. Mình đánh giá là sang phiên hôm sau, khả năng thị trường bật tăng là rất cao. Ngay cả cái phiên này này, cái phiên mở gap ngày 13 tháng 7, trong cái video này, thị trường còn thân sóng, giai đoạn siêu kiếm tiền và nhận diện siêu cổ phiếu này. Anh chị em theo dõi video này, anh chị em sẽ thấy. Ở một cái video mà thị trường nó biến động, nó chưa rõ ràng ở phiên ngày 12 mà mình đã lên cái video. Và trong cái video này mình chỉ chia sẻ về một kịch bản là ngày mai thị trường nó sẽ tăng. Để anh chị em có thể thấy được là những cái phân tích, những cái đánh giá của mình ở thời điểm hiện tại nó rất là sát với thị trường. Đối với chỉ số VN-Index trong tuần tới nó sẽ hoạt động ra sao? Sau một phiên rút chân, rút rất mạnh mẽ vào những phút cuối phiên ở cuối tuần vừa qua, thì những anh chị em mà vừa mới bán, vừa mới bị rũ ra khỏi thị trường, vừa mới chốt non các cổ phiếu đang nắm giữ, có cơ hội quay lại thị trường trong thời gian tới hay không? Thứ nhất, sau khi chỉ số VN-Index nó đóng cửa với mức điểm số cao nhất ở phiên cuối tuần, ở phiên ngày thứ sáu, thì mình đánh giá là sang phiên đầu tuần, thị trường nó sẽ có một phiên mở gap tăng mạnh và có thể sẽ tiến tới vùng 1075 đến vùng 1080. Nhưng mình đánh giá là có thể cuối tuần sau hoặc sang tuần sau nữa sẽ xuất hiện cái nhịp chỉnh. Anh chị em theo dõi ở trong quá khứ ấy, khi thị trường nó bước vào sóng tăng đúng không? Nhưng vẫn thường xuyên có những phiên nó điều chỉnh, vẫn thường xuyên có những phiên nó rũ bỏ. Đây chính là cái vấn đề mình lo ngại về cái nhịp điều chỉnh mà có thể khiến cho những anh chị em mà đang cầm cổ phiếu, cái khoản lãi đệm ở bên dưới nó nhỏ quá thì sẽ gây ảnh hưởng đến cái NAV của anh chị em trong ngắn hạn. Nên đây là lý do vì sao mình có nhắn cho anh chị em chốt lời bán bớt vị thế với những anh chị em mà cầm cổ phiếu với cái khoản lãi, có cái khoản lợi nhuận dưới 5% thì nên chốt bớt ít nhất 50%. Còn với những anh chị em mà có cái vị thế tốt, có khoản lãi đệm khoảng 10-15% thì có thể gồng lãi, chấp chỉnh, chấp thị trường chỉnh. Và mình đánh giá là thị trường ở thời điểm hiện tại có thể nó giống với cả phiên này, hoặc có thể nó giống với cả bộ hai cái thanh ba này chập lại ngày 21 tháng 10 và ngày 22 tháng 10 năm 2020. Thì cái kịch bản thị trường sang phiên đầu tuần nó có một phiên mở gap bật tăng mạnh. Nhưng anh chị em có thể thấy ở cái giai đoạn này này, anh chị em nào mà mua FOMO ở phiên mở gap này này, đây chính là phiên hàng về. Ở giai đoạn này là ở năm 2020 thì mua xong phải T cộng 3 hàng mới về.
Còn nếu như ở thời điểm hiện tại thì ở phiên này anh chị em đã có thể bán cơ cấu rồi. Thì đây chính là cái vấn đề, cái dấu hiệu mà mình lo ngại về thị trường trong trong cái nhịp rung lắc ở phiên cuối tuần vừa rồi. Nhưng cuối phiên thị trường rút chân như vậy thì đây là tín hiệu tích cực, thì anh chị em cần theo dõi thêm xem. Nếu như cuối tuần sau mà thị trường xuất hiện cái nhịp chỉnh hay là xuất hiện cái phiên này, biên độ dao động trong phiên nó khoảng 20 điểm, 15-20 điểm, và mức điểm số đóng cửa nó thấp nhất trong phiên, thì anh chị em phải canh để bán được phiên này. Phiên bán này là bán thật đấy, không giống như phiên ngày thứ sáu đâu. Kể cả anh chị em có lỡ bán phiên ngày thứ sáu mà sang tuần ấy thấy những phút cuối phiên ấy, nó có một phiên như này xuất hiện này, anh chị em phải canh để bán chốt lời nhá, và chờ nó test xong lúc đó canh để mua lại sau. Kể cả với những anh chị em mà vừa mới bị rũ ra xong thì bây giờ chờ chờ thị trường nó chỉnh xong, chờ một số cổ phiếu nó tái tích lũy xong thì canh để mua lại. Mà anh chị em nên đặt ra cái câu hỏi cho chính bản thân mình, nên ghi ra giấy: cổ phiếu tôi đang nắm giữ đã là cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường hay chưa, đã là cổ phiếu chạy nhanh nhất trên thị trường hay chưa. Khi anh chị em ghi ra cái vấn đề này ra giấy, bản thân cái não bộ của anh chị em nó sẽ được kích hoạt và đi tìm cái nguyên nhân, đi tìm câu hỏi là xem cổ phiếu của mình đã là cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường hay chưa, đã là siêu cổ phiếu hay chưa, đã là cổ phiếu tiềm năng nhất, đem về khoản lợi nhuận lớn nhất trong thời gian tới hay chưa. Thì nó sẽ kích thích não bộ của anh chị em, chứ không phải đơn giản anh chị em ghi vào cái graph của tôi ở trên Zalo như anh chị em ghi như vậy nó không kích thích được não bộ. Mà anh chị em ghi cho giấy đọc hàng ngày ấy, tối ngồi vào bàn làm việc phát đập ngay vào mặt, thì như vậy nó sẽ kích thích não bộ, và bản thân anh chị em sẽ có mong muốn suy nghĩ và đi tìm kiếm những cổ phiếu tiềm năng, những siêu cổ phiếu, mà những cổ phiếu đó là những cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường anh chị em nhé. Thì nếu như mà cuối tuần sau ấy mà thị trường nó xuất hiện cái phiên này, anh chị em chú ý nhé, anh chị em để ý nhé, cái chỉ số Nikkei 225 này nó chỉnh rất ít luôn, chỉnh rất ít. Nên đối với những anh chị em mà có cái khoản lãi đệm đủ lớn, anh chị em có thể chấp chỉnh, có thể chấp chỉnh. Anh chị em nhìn là Hòa Phát thì biết nó có chỉnh, chẳng chỉnh thế nào luôn. Để nó quay đầu giảm một phiên này, giảm 3%, nhưng ngay sang phiên hôm sau hồi phục luôn, lấp lại cái gap xong tăng tiếp. Và bản thân thằng Hòa Phát này cứ có cái gap nào quay về lấp cái gap đấy. Thì những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen thì kiểu gì nó chả lên thôi. Và hầu hết những anh chị em trong Zoom của mình đang cầm Nam Kim hay là Hoa Sen, em cũng có một vài anh em cầm thằng SMC, cầm thằng TLH, nhưng mà những cổ phiếu này là những cổ phiếu nhỏ hơn. Và những cổ phiếu mà có thể sử dụng margin được là những cổ phiếu như Nam Kim hay là HSG, thằng Hoa Sen. Thì những cổ phiếu này nó đều đi vào uptrend rồi chứ, downtrend gì nữa, sideways gì nữa. Bản thân thằng Hoa Sen này có thể một vài phiên tới nhé, vào cái thời điểm mà thị trường chỉnh ấy thì thằng Hoa Sen nó sẽ chỉnh đây này, để mình vẽ lại cho anh chị em rõ nhé. Nó đang gặp phải cái vùng cản kháng cự khá là lớn hồi tháng 8, tháng 9 năm ngoái. Thì có thể thằng Hoa Sen nó chưa bứt phá lên ngay được, vượt qua được cái vùng này, trùng với thời điểm thị trường nó test lại, thằng Hoa Sen nó sẽ test lại quanh 17. Đây chính là thời điểm để anh chị em canh để mua gia tăng và mua mới thằng Hoa Sen. Vì bản thân thằng Hoa Sen thì cũng mới mới chia cổ tức xong, chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng. Thì với những anh chị em mà mua theo cái khuyến nghị của mình, mua từ cái phiên này này, mua từ những phiên này này, hay là mua từ những phiên này, phiên ngày 4 tháng 7 cái thằng Nam Kim này, thì cũng có một số anh chị em mua ở phiên này, và một số anh chị em mua được ở phiên ngày mùng 7 tháng 7. Thì đến thời điểm hiện tại mà anh chị em mua từ mùng 4 tháng 7 thì có cái khoản lợi nhuận là khoảng 11% rồi. Và thậm chí mình có khuyến nghị anh chị em là có thể canh mua ở vùng 18.3 ở cái phiên điều chỉnh, ở cái phiên test. Mà anh chị em để ý nhá, trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu nó có cái cách hoạt động nó test lại giống thằng Nam Kim ở phiên ngày 12 tháng 7. Để mình ví dụ luôn, thằng DTD là một, Phát Đạt là hai, hay một số cổ phiếu khác lát nữa mình sẽ kể thêm, thì nó đều có cách hoạt động giống như là thằng thằng Nam Kim ở những phiên này. Thì đây chính là cái thời điểm mà anh em phải canh để mua chứ, phải canh mua thêm chứ. Ở phiên này thì mình mua thêm một ít thôi, nó đẩy cái giá vốn lên, nhưng mà mua nhiều ở phiên này này, mua ít ở phiên này, mua test 20-30% phiên mùng 4 tháng 7 thôi, và mua ở phiên này. Đây là phiên sau rũ, mua rất uy tín, mua rất an toàn luôn. Còn với những anh em mà mới bị rũ ra xong ấy, thì cứ bình tĩnh, không có gì phải vội, cơ hội vẫn còn rất nhiều cho anh chị em. Quan trọng là anh chị em có dám nắm bắt cơ hội hay không thôi, có dám nhảy vào thị trường, có dám mua hay không thôi. Ngồi ngoài lâu quá, chờ thị trường chỉnh lâu quá chán, chắc là rời khỏi thị trường luôn rồi. Chứ còn bây giờ mà không dám nhảy vào thị trường, có thể anh chị em sẽ lỡ luôn cả những con sóng lớn của thị trường. Chứ không phải là nhìn thấy các cổ phiếu nó mới tăng được khoảng 50% là anh em sợ đâu. Hay những cổ phiếu như Nam Kim này, thì từ cái thời điểm mua chính ấy, thì nó đã tăng được khoảng 23% cơ, chứ không phải là mới tăng được khoảng 10% như thời điểm mình khuyến nghị anh em đâu. Đây, điểm mua chính là phải mua ở điểm này này, nó cùng với thời điểm mà thằng Hòa Phát lên ấy, vào ngày mùng 7 tháng 6 ấy,
thì lẽ ra phải mua thằng Hòa Phát ở phiên này. Trước đến giờ thì mình rất ít khi mình mua cổ phiếu trụ, mua cổ phiếu VN30, nên là lần này cũng không ngoại lệ, nên lỡ cái con sóng của Hòa Phát ấy. Nhưng may mắn là vẫn cầm được thằng Hoa Sen, thằng Nam Kim. Thì cũng chính bởi vì thằng thằng Hoa Sen, thằng Nam Kim này này, phiên ngày thứ sáu nó không chỉnh nên mình mới quyết định mình không bán. Thì hôm trước thì có chuyển vốn từ thằng Đích qua, chuyển vốn thằng Đích qua thì thằng Đích nó lên, nhưng mà không vấn đề gì đâu. Đích thì từ thời điểm mình bán thì nó mới tăng được 3%, còn từ thời điểm mà mình chuyển qua mua Nam Kim ấy thì nó tăng được gần 10% rồi, nên hời chứ, lãi chứ. Cổ phiếu này cùng cho vay margin, cùng ký quỹ 30% nên không ảnh hưởng nhiều đâu. Mình đánh giá nếu như sang tuần, đầu tuần sau mà thị trường mở gap tăng mạnh, kể cả kết phiên nó đóng cửa mức điểm số cao nhất trong phiên, nó đóng cửa quanh cái vùng 1180 này, thì anh em hạn chế mua mới nhé. Cổ phiếu nào có tín hiệu mua mới thì mua, còn cổ phiếu nào mà lỡ phải mua đu ấy thì đừng mua, chờ nó chỉnh xong thì mua. Mình đánh giá là cuối tuần sau sẽ có nhịp chỉnh của thị trường đấy. Anh chị em theo dõi lưu cái video này lại xem cuối tuần sau thị trường nó có chỉnh hay không anh chị em nhé. Sau đây mình sẽ đi sang cái phần số 2. Sang tuần nhóm cổ phiếu nào sẽ là nhóm cổ phiếu hút tiền nhất? Nhóm cổ phiếu nào sẽ là nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trong những phiên tuần tới? Trước hết thì phải kể đến đó là nhóm cổ phiếu chứng khoán, với những cổ phiếu như BSI này, thằng BVS này, thằng CTS này, thằng SSI này, hay thằng VND cũng vậy. Nó test lại hai đáy này, đây là đáy thứ nhất này và đây là đáy thứ hai này, thanh khoản nó cũng khá là nhỏ, thì sau đó nó hồi phục, nó rút chân đi lên. Và bản thân những anh chị em nào mà mua ở vùng này này thì cũng có khoản lợi nhuận khoảng 5% rồi. Thì thằng VND là cổ phiếu chạy sau, thì ở sau này ấy, anh chị em mà bây giờ mà chưa ăn được cái con sóng hồi của VND ấy, sau này chờ nó tái tích lũy ở đây, anh chị em vẫn còn nguyên cơ hội với thằng VND. Sau này có full margin ở giai đoạn này, anh chị em chờ xem giữa tháng 8 ấy, có khả năng sẽ có cái điểm tham gia với thằng VND, thì anh em cứ kiên nhẫn chờ thôi, không có gì phải vội với thằng VND cả. Còn với những cổ phiếu như BSI, anh chị em thấy không, cuối phiên ngày thứ sáu nó có một phiên rút chân, đóng cửa mức điểm số cao nhất trong phiên, mức giá cao nhất trong phiên, thì mình đánh giá thằng BSI này sang tuần cái khả năng tăng của nó là rất cao và nó sẽ hoàn thành cái mục tiêu x đôi từ vùng 16 cho đến 33, thậm chí đến thời điểm hiện tại nó đã gần x đôi rồi cơ. Thì cái dư địa tăng của thằng BSI này có thể nó sẽ tăng đến vùng 33 đến vùng 35. Thì anh chị em nào mà đánh ngắn hạn ấy, thì có thể canh ở cái vùng này thì xem xét chốt lời nhé. Và sau này nó sẽ cần thời gian để nó tái tích lũy, nó chưa bứt phá qua cái vùng đỉnh cũ ngay được đâu anh chị em nhé. Thì anh chị em chú ý với những cổ phiếu này, hay là STS cũng vậy, thì mình đánh giá cái dư địa tăng của những cổ phiếu này có thể nó sẽ lên đến vùng 33, 34. STS và thằng BSI là như nhau, CTS cũng vậy. Cái khả năng bứt phá, cái khả năng tăng của những cổ phiếu này trong tuần tới là rất cao. Thì anh chị em nào mà đang cầm nhóm chứng khoán ấy thì có thể xem xét để canh chốt lời khi nó tiến đến vùng 25, 26 với thằng CTS. Còn mua mới ở thời điểm hiện tại thì hơi khó để mua mới. Có một số anh chị em mua kịp ở cuối phiên thứ sáu thì ok, nhưng sang phiên thứ hai thì rất khó mua mới với nhóm chứng khoán. SSI vậy, rất khó để mua mới. Hay SBS, hay SHS gần như không còn điểm mua mới nữa rồi. Nhưng mình đánh giá là sang phiên đầu tuần khả năng nhóm này nó tăng là rất cao anh chị em nhé. Thì anh chị em nào đang cầm ý, thì có thể canh để chốt lời khi nó tiến đến cái vùng target, là vùng cản hồi tháng 8, tháng 9 năm ngoái. SHS thì nó có khả năng nó lên đến vùng 15, 16, thì anh chị em canh, có thể canh để chốt lời ngắn hạn ra, và sau này chờ nó test xong, nó chỉnh xong, lúc đó anh chị em có thể canh để mua lại. Đấy là về nhóm chứng khoán anh chị em nhé. Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, có lẽ là trong hai phiên cuối tuần rất nhiều anh chị em đã kịp thời quay lại nhóm này sau cái nhịp rũ bỏ khoảng 2 tuần vừa rồi của nhóm bất động sản. Với những cổ phiếu như Nam Long, như Đất Xanh hay là Đích, sau khoảng 2 tuần nó điều chỉnh, anh chị em theo dõi cái chặt tuần của nó, anh chị em sẽ thấy rõ nhất. Về thằng Đất Xanh, nó có một cái nền giá tích lũy khoảng 8 tháng rồi, từ tháng 12 cho đến nay. Và cái tuần vừa rồi anh chị em để ý nhé, nó có một tuần hồi phục đi lên, thanh khoản của tuần vừa rồi cũng tích cực hơn, nên khả năng sang tuần ấy thì thằng Đất Xanh nó vượt qua cái vùng đỉnh cũ cũng khá cao. Đất Xanh là cổ phiếu riêng, nó khỏe hơn dòng. Trong tuần vừa rồi thì thằng Đất Xanh, bản thân thằng Đất Xanh thì nó cũng tăng khoảng 6%. Theo cái chart tuần ấy thì thằng Đất Xanh đang có một cái chart kỹ thuật rất là đẹp. Kể cả cuối tuần sau nó có điều chỉnh, nó có rũ sau khi nó vượt qua cái vùng đỉnh, sau đó nó rũ xuống nhá, nó rũ về cái vùng đỉnh cũ rồi nó mới tiếp tục nó đi lên. Thì đây chính là thời điểm để anh chị em canh để tham gia mua mới thằng Đất Xanh cũng như là đấy anh chị em nhá. Còn ở thời điểm hiện tại, anh chị em nào mà mua mới thằng Đất Xanh ấy, mua ở cái vùng này thì có thể anh chị em sẽ phải chịu cái rủi ro trong ngắn hạn. Nhưng rủi ro này thì mình đánh giá nó không quá cao đâu. Có thể nó sẽ chỉnh về quanh cái vùng 15.5,
đến mùng 15 là cùng thôi. Nên anh chị em nào mà chưa có hàng mà muốn có cổ phiếu này quá thì có thể xem xét mở mới vị thế để lấy vị thế trước đã, khoảng 20-30% trước đã. Chờ nó chỉnh xong thì mua nốt cái phần còn lại. Đấy là với thằng đất xanh anh chị em nhá. Kể cả thời gian tới thị trường nó chỉnh ấy, thì mình đánh giá với thằng đất xanh nó cũng không chỉnh quá nhiều đâu. Nó có cái quá trình nó nâng đáy trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi. Và cái phiên nó test đáy là phiên ngày 7 tháng 7 với mức thanh khoản cũng rất là nhỏ. Từ thời điểm nó rũ bỏ một số anh chị em mà ở phiên test đáy này, này thì đến thời điểm hiện tại nó đã tăng được khoảng 7%, 8%. Còn về cái xu hướng thì những cổ phiếu như đất xanh, như Nam Long, như thằng Đích hay là một số cổ phiếu khác nó vẫn còn dư địa tăng rất nhiều. Thằng Nam Long thì vào xu hướng tăng rồi nhá. Thằng DXS là vào xu hướng tăng rồi nhá. Thằng Phát Đạt là vào xu hướng tăng rồi nhá. Có thằng đất xanh thì đang chờ để vượt đỉnh. Đích là đang chờ để vượt đỉnh. Nhưng anh chị em cũng để ý là cái chart tuần của tuần vừa rồi của thằng Đích nó cũng có một phiên tuần hồi phục đi lên rất là tích cực. Có thể khi nó tiến đến cái vùng đỉnh cũ này này thì nó sẽ test lại nhẹ nhàng thôi. Thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để cho anh chị em mà những phiên vừa rồi lỡ. Đối với riêng nhóm bất động sản ấy, thì anh chị em canh chỉnh để mua được. Nó không có quá nhiều rủi ro nữa đâu. Anh chị em thấy ở cái phiên, ở cái tuần mà nó test lại, nó không thủng cái đường EMA 20 ngày, 20 tuần. Và thanh khoản của tuần nó cũng rất nhỏ với bản thân thằng Đích luôn. Thì nếu như thằng Đích ấy, trong tuần tới mà khi nó tiến đến cái vùng 23 sau đó nó chỉnh lại thì anh chị em mà có mua FOMO trong tuần tới theo cái đánh giá của mình thì cũng không gặp quá nhiều rủi ro. Nếu như nó chỉnh thì nó cũng chỉnh về vùng 22, về 21 thôi. Có nghĩa là về cái vùng vùng giá hiện tại thôi. Nên anh chị em không cần phải quá lo lắng về những cổ phiếu này. Có thể canh để mua được với những cổ phiếu như Đích, như đất xanh hay cả thằng DXS cũng vậy. Nó đang đem lại rất nhiều cơ hội. Thằng DXS là một cổ phiếu nó cũng xây một cái nền giá trong một thời gian rất là dài và đây chính là cái kênh trên, hoạt động kênh trên của nó. Nó cũng đang hoạt động khá là giống thằng CKG ở giai đoạn này này. Nó hoạt động giống giai đoạn này này mà ở giai đoạn này cũng có nhiều anh chị em nhà đầu tư trong zoom của mình ăn được cái nhịp này. Như nhịp này thì mình không ăn được quá nhiều, nhịp này mình ăn được hình như lên đây mình bán rồi, bán ở phiên ngày 26 tháng 8 này. Thì thằng DXS bản thân nó là một cổ phiếu kênh trên và cái giai đoạn 1 đi lên của nó thì nó cũng đã tăng được khoảng 40%. Anh chị em thấy một cái mức tăng kinh khủng. Cái dư địa tăng của nó đến đâu thì mình đánh giá ngắn hạn nó sẽ tiến đến cái vùng 11 đã. Nó phải tiến đến cái vùng 11 để còn hoàn thành cái việc phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu thưởng cho nhà đầu tư hiện hữu. Nên với những cổ phiếu như DXS ấy, mình đánh giá cái dư địa tăng của nó vẫn còn rất nhiều, anh chị em chú ý nhé. Anh chị em có thể canh để mua thằng DXS được đấy. Về nhóm chứng khoán thì mình không ưu tiên nữa. Nhưng nhóm bất động sản thì anh chị em thời điểm này anh chị em phải canh để mua. Hôm trước thì mình bán hết thằng Đích rồi, cầm phải được gần 2 tháng, cầm được 2 tháng. Sang tuần có thể mình sẽ tìm cái thời điểm để tham gia lại thằng Đích và có thể lấy thêm cả vị thế những cổ phiếu như đấy các. Những cổ phiếu này mình rất thích, những cổ phiếu kênh trên là mình rất thích luôn. Kể cả sang tuần ấy, mà thằng này nó có vượt đỉnh, có thể mình sẽ canh để mình mua, nhưng mà thanh khoản nó phải lớn. Thế anh em mà đánh cái nhịp này này thì có thể kỳ vọng ngắn hạn nó sẽ lên đến vùng 10, 11. Sau đó những cổ phiếu này nó sẽ bước vào nhịp chỉnh thì đợi chỉnh xong lúc đó anh chị em có thể canh để mua lại sau anh chị em nhé. Cứ đánh nhịp nhàng đã, đem về những khoản lợi nhuận ngắn hạn thì cũng không sai đâu, nhưng anh chị em phải nhịp nhàng chứ đừng đừng bao giờ là giữ những khoản lỗ và bán đi mất những khoản lợi nhuận thì như vậy là không nên anh chị em nhé. Đấy là DXS hay HDC. HDC là vào uptrend rồi, cổ phiếu rất khó để mua, nó chỉ có điểm tham gia ở phiên ngày 12 tháng 7. Anh chị em có thể cố để mua thêm được ngày 13 tháng 7, một phiên tăng trần tăng rất là tích cực. Hay Đạt Phương cũng vậy, nó cũng xuất hiện một cái tín hiệu mua ở phiên ngày 12 tháng 7. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì không mua ở những cổ phiếu này nữa. Anh chị em thấy không? Cái tuần trước ấy, của thằng Đích ấy, nó có giống với tuần này không? Tuần vừa rồi của thằng Đích, thằng Đất Xanh ấy, nó có giống tuần này. Thì nếu như mà giống thì anh chị em phải chú ý nhé. Phải chú ý. Ít nhất anh chị em vẫn ăn được khoảng 10-15%. Nếu như những cổ phiếu như Đích, như Đất Xanh nó đủ điên thì anh em vẫn ăn được. Và chờ có thể nó chỉnh thì có thể canh để mua lại nếu như mà chốt lời trong ngắn hạn. Anh chị em nhé. 2 tuần trước của thằng Đạt Phương ấy, thì nó giống với tuần này. Tuần vừa rồi của thằng Đất Xanh và thằng Đích, nên cái viễn cảnh mà những cổ phiếu nó vượt đỉnh thì không lạ đâu. Kể cả anh chị em mà mới bán hôm vừa rồi ấy, có thể phải tìm thời điểm để tham gia mua lại. Nếu như đầu tuần phiên thứ hai mà thằng Đất Xanh, thằng Đích nó vượt đỉnh, anh chị em phải canh để mua, phải mua thôi, không cách nào khác đâu. Và lên đến đây này, anh chị em có thể canh để bán đó, chốt lời ngắn hạn cũng được. Khi ở chốt lời ngắn hạn ấy, thì đừng bao giờ bán hết, bán 30-50% thôi, để lại
lỡ nó không chỉnh, nó tăng ngay giống như thằng Hòa Phát nhịp vừa rồi thì anh em đỡ mất luôn cả hàng anh em nhé. Đấy là thằng đất xanh, thằng KDH nó đang có một cái nền giá rất đẹp, mình đánh giá là sang tuần nó sẽ tăng thôi. Anh em chú ý nhé, cổ phiếu này tính đầu cơ nó không cao quá, nhưng khi nó vào sóng ấy thì có thể anh em kỳ vọng lên đến vùng 35 được anh em nhé. Từ đây mà lên đến cái vùng 35 ấy thì nó đạt khoảng lợi nhuận khoảng 15%. Đấy là thằng KDH, DHS là cổ phiếu rất đẹp. Hay là Nam Long cũng vậy, Nam Long rất đẹp, nó có hai cây gần tăng trần. Thì target cổ phiếu này thì mình vẫn đang để ở quanh vùng 39-40 ngắn hạn. Thằng LDG này khả năng nó có sóng là rất cao, nhưng mà những cổ phiếu penny đợi thị trường chỉnh thì những cổ phiếu này nó mới có khả năng nó đi lên. Hay SCR cũng có khả năng đi lên đấy. Nhưng anh em mà cầm đích cầm đất xanh rồi thì thôi hạn chế cầm cổ phiếu này. Cổ phiếu này nó mà vào sóng ấy thì anh em có thể kỳ vọng nó đến tiến đến vùng 10 nhá anh em nhá. Thằng Phát Đạt này mình đánh giá sang tuần khả năng nó tiếp tục nó tăng là rất cao đấy. Cái phiên điều chỉnh phiên rung lắc này này. Còn nếu như mà thị trường mở gap down ấy, thì cái kịch bản này mình đánh giá không cao lắm. Nhưng nếu như có thì có thể thị trường nó sẽ bước vào cái nhịp chỉnh thật đấy. Nhưng mình đánh giá cái kịch bản này không cao lắm anh em nhé. Phát Đạt khả năng nó liên là rất cao. Novaland nó cũng lên thôi. Ở cái nhịp này này thì thằng Novaland nó cũng đang xếp nền khá chặt rồi đấy. Có thể lên đến đây này, rồi nó chỉnh tiếp, sau đó mới lên được. Ngày nhiều nhà đầu tư thích quá, nhiều nhà đầu tư đang cầm thằng Novaland quá. Nhưng mình đánh giá thằng Phát Đạt nó khỏe hơn thằng Novaland nhiều ấy. DRH lên thôi, DRH vào sóng rồi. Chính những cổ phiếu như DRH vào sóng rồi đấy. Nền giá kênh trên này vượt đỉnh thôi. Nhóm cổ phiếu mà sang tuần nó có khả năng nó tăng là rất cao, đó là nhóm khu công nghiệp, thằng EDC khả năng tăng là rất cao. Anh chị em theo dõi cái chart tuần của nó sẽ thấy hầu hết những cổ phiếu mà cuối tuần vừa rồi nó đóng cửa gần ở cái mức giá cao nhất trong tuần, thanh khoản thì cũng gia tăng, thì khả năng sang tuần nó tiếp tục nó bứt phá là rất cao anh chị em nhé. EDC, VGC thì nó cũng lên thôi. Nhưng mà anh chị em mà cầm VGC ấy, thì có thể kỳ vọng lên vùng 50 51 thôi, sau đó có thể chuyển qua nhóm bất động sản anh em nhé. KBC cũng vậy, nền giá của nó hơi dốc nhưng mà cách đánh của thằng KBC nó đều vậy, trước giờ đều vậy, đây là trong quá khứ đấy. Anh chị em thấy không, nền giá dốc đi lên này, ở giai đoạn này thị trường chỉnh này, nó test lại cái vùng đỉnh cũ này, sau khi test lại cái vùng đỉnh cũ thì nó có một quá trình nó đi lên không thua kém bố con nào luôn. Nó tăng từ 11 cho đến 33, 34, 35, có nghĩa là nó tăng khoảng 3,5 lần. Thì rằng KBC là một cổ phiếu điên đấy, thì anh em mà đang cầm KBC thì cũng có thể kỳ vọng nó lên đến vùng 34, 35. Ở giai đoạn hiện tại thì tính đầu cơ của nó chưa cao, thế là mình cũng có cầm một ít KBC từ những phiên này này, từ phiên này, có mua thêm phiên này thì đang lãi cũng được gần 10% thôi. Nhưng mà cầm ít thằng KBC, cầm ít, cầm VGC nhiều hơn. Thì nhóm bất động sản khu nghiệp cái khả năng tăng của nó là rất cao, thường SSC hay EGC toàn là vào uptrend rồi chứ. Hay Long Hậu cũng vậy, Long Hậu nó đánh gần giống với thằng Phát Đạt này và cũng gần giống với thằng Nam Kim trước khi nó tiếp tục nó tăng. Nhóm bất động sản khu nghiệp nó sẽ vào sóng thôi, hay nhóm dầu khí nó sẽ vào sóng thôi. Nhóm này đang tích lũy PVD, PVS và PVC hay PVB thì nhóm này đang tích lũy. PXL thì là cổ phiếu penny, nhóm penny thì anh em phải chờ thị trường mới chỉnh, thì nhóm này những cổ phiếu penny nó mới có khả năng nó tăng như PXS, PXY, PXL thì phải chờ thị trường mới chỉnh, hay GBC này thì phải chờ thị trường mới chỉnh, thì những cổ phiếu này mới có khả năng nó đi lên. Anh em mà có thích thằng HBC nhé, có thể đánh ở vùng này này, nhưng cổ phiếu này chỉ được giao dịch buổi chiều và canh lên mùng 10 hoặc là 11.5 thì có thể xem xét chốt lời đâu. DPR này sang tuần cổ phiếu này tăng là rất cao, nó có một phiên rút chân vào phiên thứ sáu, đóng cửa giá cao nhất trong phiên, thì cổ phiếu này vào uptrend rồi đấy. Những cổ phiếu này anh em phải kỳ vọng ít nhất là 69-70, cho lên 100 ngay thì khó, nhưng anh em phải kỳ vọng ít nhất lên được 69-70. DRI thì mình đánh giá lên thôi và nó khả năng nó giống giai đoạn này này. Thì anh em nào mà nhanh nhạy, đủ nhanh nhạy thì có thể đánh được những cổ phiếu như DRI trong thời gian tới. Cái nhịp một của nó đi lên này, nó tăng được khoảng 60% trong có 11 ngày, thì anh em thấy nó dã man nào ấy. Thằng DRI nó mà vào sóng tăng ấy, nó tăng không thua ai luôn, nó không thua thằng nào luôn, và nó mà tăng thì anh em có thể kỳ vọng lên vùng 11 33 anh chị em nhé. Hay là thủy sản lên ấy, anh chị em để ý ấy, trên thị trường còn cổ phiếu nào trong downtrend không? Cả thị trường nó rủ nhau lên hết rồi. Nhưng bây giờ anh chị em nào mà còn đang cầm tiền mặt thì chắc là rất chán luôn, chắc là muốn rời bỏ thị trường luôn, thị trường này không hợp với mình. Đợi thị trường nó vượt qua 1.200 lại lao vào mua FOMO, lại lao vào đu và mua xong cổ phiếu nó chỉnh, chỉnh thật, chỉnh 15-20% xong rồi bán đúng đấy. Lúc ý sẽ là chán lần hai luôn, chết luôn đấy.
anh em phải chú ý anh em nhé. Nhưng cổ phiếu mua không phải là ngày nào anh chị em mua được đâu, mà nó phải có điểm mua anh chị em mới mua được. Thì để nhận được cái điểm mua phù hợp, điểm mua đẹp, nên ưu tiên cổ phiếu nào, danh mục nên có ít nhất cổ phiếu nào mà anh em chưa thuộc hệ thống khách hàng của mình, thì có thể inbox cho mình để tham gia vào Zoom trong tuần tới. Nếu như những cổ phiếu này nó có tín hiệu mua, mua gia tăng được hay mua mới được, quan trọng anh em phải có cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường, thì anh chị em mới kỳ vọng đem về những khoản lợi nhuận lớn 50-100% được, đúng không? Hay nhóm dòng đầu tư công thì có dòng C47 sang tuần khả năng tăng của nó là rất cao, anh chị em chú ý cổ phiếu này nhé, nó chuẩn bị tăng đấy, và nhịp tăng này thì có thể kỳ vọng lên đến vùng 10 này với dòng C47 thì nó đạt khoảng 20%. G36 sẽ lên thôi, FCN đã lên rồi này, HHV này đã lên hết rồi này. LCG này lên hết rồi, VCG cũng lên hết rồi, hơn 20% rồi. Đức Dạng lên hết rồi, bán lẻ lên hết rồi. Anh em nhìn trên thị trường còn cổ phiếu nào nó chưa tăng không? Rất ít luôn. Bây giờ đi tìm cổ phiếu nó chưa tăng ấy, chắc là khó hơn là đi tìm cổ phiếu nó tăng. TSC có thể sẽ có cơ hội để tham gia đấy. Đây là mẫu hình 3C này, đây giảm này, test lại đáy này, không thủng, sau đó hồi phục đi lên, test lại thanh khoản, nó rất là cận kiển mấy phiên vừa rồi. Anh em mà có thích tầng TSC ấy, có thể canh để mua được ấy. Hay là nó đánh đánh rất là điên ấy. Có thể kỳ vọng lên vùng 7 để chốt lời. Anh em nhá. Nhóm ngân hàng thời gian tới sẽ lên. Nên thị trường nó uptrend rồi. Anh em phải tìm cổ phiếu nếu như vốn nhỏ ấy, khoảng 2-300 triệu đến khoảng 5 tỷ ấy, thì hạn chế đánh nhóm ngân hàng, hạn chế đánh cổ phiếu trụ, hạn chế đánh VN30, mà nên tìm cổ phiếu nó có thanh khoản nhỏ thôi, tính đầu cơ nó cao một chút, thì kỳ vọng đem về khoản lợi nhuận nó nhanh hơn, thì các khoản lợi nhuận nó sẽ đến nhanh hơn. Mà anh chị em đi tập trung vào những cổ phiếu trụ quá. Nếu như anh chị em thấy cái video này hữu ích thì có thể like, comment và subscribe kênh để ủng hộ mình. Comment là để tăng tính tương tác cho kênh, và anh chị em có thể share cái video này đến những người anh chị em đang quan tâm, để khi mình đăng tải những video mới nhất, khi thị trường, khi những cổ phiếu này nó có điểm mua xác nhận, mình sẽ chia sẻ trên này để anh chị em mà chưa kịp thời nắm bắt cơ hội có thể kịp thời theo dõi, kịp thời tham gia nhảy vào thị trường anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.